Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Ahi Vlog. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan vườn mít Thái siêu sớm nha mình. Với lại chia sẻ với mọi người một vấn đề là trồng mít Thái siêu sớm này thì bao lâu mình có thu hoạch. Như các bạn thấy đó, những cây mít này thì ở đây trong giai đoạn cho trái nè. Cây nào nó cũng có một trái hết rồi. Trái này sắp thu hoạch được luôn rồi nè. Để mình quay từ xa cho mọi người xem ha. Những cây mít Thái siêu sớm này thì chính xác là mình trồng được khoảng 10 tháng rồi. Như các bạn thấy đấy, mít Thái này thì nó cho thu hoạch rất là nhanh. Mình trồng khoảng giáp năm, chưa đến giáp năm là nó cho thu hoạch rồi. Mít 10 tháng mà nó cho trái sắp thu hoạch được rồi nè mọi người. Thời gian trồng mít Thái này thì cho thu hoạch nhanh, bởi vì nó mít Thái này nó có tên gọi là mít Thái siêu sớm đó. Mình trồng nó nhanh thu hoạch lắm. Giáp năm là cho thu hoạch hết. Cây xài đài loan trong vườn nhà mình thì mình trồng khoảng 2-3 năm gì nó mới cho thu hoạch, mà mít này mình trồng giáp năm mà chưa đến 1 năm là nó bắt đầu có thu hoạch rồi. Nhanh thiệt. Còn những cái mít này là 2 năm tuổi rồi hả mọi người. Vườn mít nhà mình thì trồng nhiều lứa lắm, mình trồng xen xen như hoài á. Có những cây mình mới trồng nữa nè, những cây này 1-2 tháng tuổi hả, mới trồng đây à. Đây những cây mít này 2 năm tuổi nè. Những cây mít 2 năm tuổi thì trái nó nhiều hơn ha, mỗi cây khoảng 2-3 trái. Những cây giáp năm thì trong vườn thì mình mỗi cây mình chỉ để 1 trái thôi. Trái chiến thì mình để 1 trái à. Như những cái mít này 2 năm tuổi mình để được 3 trái nè mọi người. Đây. Gốc nó to ha. 2 năm nhưng mà với điều kiện là mình chăm sóc tốt, gốc nó to mình mới để được 2-3 trái ha. Còn mình cây nó nhỏ quá thì mình cũng chỉ nên để 1 trái thôi. Tùy theo cái độ lớn của cái cây mà mình để nhiều hay ít nữa. Còn đây là những cây này mới trồng 10 tháng nè, mới cho trái đầu tiên, những trái chiến đầu tiên. Cây một trái hết rồi. Đây, cây này gốc nó nhỏ nhưng mà trái nó to ha. Trái này 9-10 kg. Cây 2 năm thì nó khác ha. Gốc to quá, to luôn. 2-3 trái. Nói cây mít Thái siêu sớm này mình trồng thì nó nhanh thu hoạch thiệt ha. Không có cây nào mà lâu, cây công nghiệp lâu năm mà mình trồng thời gian mà nhanh thu hoạch như cây mít Thái này hết á. Những cây như nhãn, chôm chôm, xoài đó thường thì khoảng 3-4 năm rồi nó mới bắt đầu cho trái, nhưng mà cái mít Thái này thì chưa đến 1 năm là nó cho trái rồi. Với lại cái mít Thái siêu sớm này thì mình trồng mình cũng ít công chăm sóc, với là nó ít bị sâu bệnh hơn là những loại cây khác. Xoài ở trong vườn nhà mình thì trồng thì mắc xịt thuốc đồ, với nó bị sùng đục gốc rồi. Còn cái mít Thái này thì dễ hơn ha, mình ít sử dụng thuốc đó. Mình chủ yếu mình tưới phân, tưới nước, tưới lâu lâu bón phân cho nó thôi. Thuốc thì cũng rất là ít sử dụng thuốc. Khi nào nó ra trái nhỏ mình dùng bao lưới mình bao lại là không có bị sâu ăn ha. Đây vườn nhà mình thì sử dụng bao lưới mình bao lại hết nè.
tái vô sớm này thì nó dễ chăm sóc, nhưng mà đặc biệt là nó cần nhiều nước nha. Cái này là đang mùa nắng nè, nếu mình thiếu nước tưới thì cây nó không đủ sức để nó nuôi trái, bởi vì mình phải tưới nước thường xuyên cho nó. Những cây mít trong vườn nhà mình thì ngày nào mình cũng tưới nước 1 đến 2 lần cho nó hết đó. Cái này mùa nắng không có mưa thì mình tưới một ngày 2 lần luôn ha. Nắng nóng quá mình tưới 2 lần cho cây nó có nước nó nuôi trái. Trong vườn nhà mình thì có đào xen những cái mương này mình trữ nước lên, mình tưới cho vườn mít nhà mình. Cái này mùa khô á nên nó sợ thiếu nước tưới nên mình có những cái mương trữ nước thế này mình tưới cho nó ha. Những cái mít trái chiến trong vườn nhà mình đây, những cái mít 10 tháng mà cây nào cũng có trái hết rồi. Trong vườn nhà mình thì có lắp đặt hệ thống tưới tự động hết rồi. Đây. Khi nào mà nắng nóng thì mình chỉ cần bật hệ thống tưới tự động lên là nó tự tưới ha. Để mình bật hệ thống tự động tưới lên luôn cho mọi người xem ha. Thì hệ thống tưới tự động thì có cái remote điều khiển nè. Thì khi nào mà nắng nóng á, mình chỉ cần bấm nút là nó tưới thôi. Sẵn đây mình bấm hệ thống tưới cho mọi người xem luôn ha. Đó, mình bấm là nó tưới rồi. Hệ thống phun tự động luôn nè, mọi người xem ha. Đây. Trong vườn nhà mình thì lắp đặt hệ thống tưới tự động hết. Như các bạn thấy đấy thì trong vườn mình lắp đặt hệ thống tưới tự động hết luôn nè. Mình chỉ cần bật nút lên thôi là nó tưới hết vườn nha mình. Mình quay hệ thống tưới cho mọi người xem nha. À, nước nó văng quá trời. Có hệ thống tưới tự động hết mọi người. Khi nào mình tưới đủ lâu rồi đó, mình có remote điều khiển nè, mình chỉ cần bấm nút tắt thôi là nó tự động tắt nè. Để mình bấm cho mọi người xem ha. Nó tắt rồi đó mọi người. Thì cái này mình điều khiển từ xa luôn nè, mình không có cần ra vườn, mình nằm trong nhà mình bấm thôi. Mình cảm thấy nắng nóng, thời tiết khô thì mình bấm nút tưới là nó tự động tưới trong vườn nhà mình thôi. Rất là tiện lợi. Thì cái hệ thống tưới tự động này thì lắp đặt cũng chi phí cũng không có cao lắm ha. Một công thì mình lắp đặt khoảng 4-5 triệu thôi. Tính tiền đường ống với motor rồi luôn là khoảng 4-5 triệu cho một công lắp đặt hệ thống tưới tự động này. Đây mình tưới cho mọi người xem nè. Bật lên là nó tưới hả mọi người. Mít thì nó đang trong giai đoạn cho trái nên mình tưới nước thường xuyên cho nó thì nó đủ sức nó nuôi trái ha. Đây mình tưới đây. Mình quay vòng vòng cho mọi người xem ha. Như các bạn thấy đấy thì hệ thống tưới tự động này thì nó rất là tiện lợi. Thì trong mùa khô mùa nắng á, thì cây mít thái sinh sớm nó cần rất là nhiều nước, khi mình tưới nước cho nó thường xuyên thì nó mới nuôi trái được ha. Rất là tiện lợi, mình khỏi đỡ mất công mình lôi ống dây hoặc là xách thùng mình tưới, tự động hết. Đây vườn mít nhà mình thì tưới nước thường xuyên, các bạn thấy nó tốt dữ không, nó
xanh mà trái nhiều ha. Này vườn mít nhà mình thì cho trái quanh năm luôn ha. Lúc nào trên cây nó cũng có trái đó. Nếu có điều kiện thì mọi người nên lắp đặt hệ thống tưới tự động này trong vườn nhà mình để đỡ mất công mình tưới bằng ống dây với sách thùng mình tưới ha. Video của mình đến đây kết thúc ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh Ao Hy Vlog ha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.